chào quý vị đến với Chuyện Phố Phường Thứ Tư. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Chúng tôi đã gặp mặt quý vị, đây là 2 năm, năm thứ 2. Năm trước là tuần trước và mới thứ 2 thôi. Trước là năm cũ. Hôm nay là vẫn còn đang trong những ngày xuân, nên chúng tôi xin quý khán thính giả cho chúng tôi tạm gác lại những cái tin tức vui lạ mỗi ngày để có những cái chương trình gọi là xuân vui tươi. Và hôm nay khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là một cô em rất là trẻ trung. Cô tên là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Hoa là tên là Hoa Quỳnh. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Thưa quý vị, Quỳnh Hoa là một diễn viên ca sĩ trẻ ở miền Nam California. Cô là một nghệ sĩ cải lương và còn là hát tân nhạc rất là hay, và hát nhạc nào cũng hát hết trơn á. Coi như là cỡ nào cũng chơi, phải không? Quỳnh Hoa lên tiếng đi. Dạ, Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị đang xem chương trình Chuyện Phố Phường. Nếu mà nghe nói là Chuyện Phố Phường là lát phải phải là hát lưng cổ, là phải hát một câu giọng cổ rồi. Phải là một câu giọng đúng cổ. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mỹ Linh diễn đi, Mỹ Linh. Ủa sao bữa nay sáng thì tôi vô đầu năm đầu tháng mà trời, chị làm giật mình đó nha. Mỹ Linh diễn. Kính thưa quý vị, bây giờ cũng như thường lệ, Mỹ Linh xin giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ rất là quen thuộc với chúng ta, đó là Mai Chí Dũng. $2. Ủa sao bữa nay có cái màn Mai Chí Dũng ha ha ha. Hai người luôn. Hả? Mai Chí Dũng ha 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 là chị đang diễn xong diễn. Tại chị mất cười, chị Cha Thanh Lan. Thưa quý vị, Quỳnh Hoa chúng tôi luôn thường thường hay nói chứ Quỳnh Hoa chúng tôi luôn hay nhớ tới cái tuồng Bên Cầu Dịch Lụa đó. Có cô Quỳnh Nga, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà cũng có, hình như cũng có cái cô công chúa tên là Quỳnh Hoa, phải không? Quỳnh Nga. Cô tên là Quỳnh Hoa. Có cái công chúa. Chúa tên là Ngọc Hoa. À, Ngọc Hoa. Trong cái tuần, còn cái tuần gì mà có Quỳnh Hoa Lá Liễu? Quỳnh Hoa Lá Liễu. Có cái tên, có tên Quỳnh Hoa Lá Liễu nữa. Có hoa có liễu luôn, liễu đây nè. Có hoa có liễu. Để em kể một cái câu chuyện này vui là, anh biết sao, cái lúc mà ở bên chương trình, tụi em diễn một cái chương trình cái ở bên đằng sau á, cái tập vợ, cái xong cái nói giỡn với anh, nói là Quỳnh Hoa ơi, hát cái tuồng Bên Cầu Dạch Lụa đó một chút lên sân khấu cái anh kép đó tự nhiên thay vì kêu Quỳnh Nga ơi, anh kêu Quỳnh Hoa ơi một cái. Anh đứng lại em số phòng ổng như vậy. Em đẹp quá. Trời ơi, Bên Cầu Dạch Lụa Quỳnh Nga chứ không phải Quỳnh Hoa. Em có bị đánh không? Dạ. Em về em có bị đánh. Trời ơi, vừa bước vô ông bồng đó, trời ơi giỡn đó, đằng sau giỡn đó, bởi vì lên diễn thiệt là bị đó. Cô thì cô chậm hiểu ghê, mình hỏi có bị cô kêu ông bầu chứ đâu thiệt thà, đâu ai quỷ với mình. Đâu ai quỷ chứ, đâu có phải lên đây mà em mà nói một tiếng á, em nghe gì đó em phải nghĩ hai ba thứ đường á, phải binh lộn xộn trong đó mới ra được. Em ai là người khám phá ra em vậy? Dạ, nói chung là đầu tiên là chị nghệ sĩ Bình Trang. À, chị nghệ sĩ Bình Trang. Dạ, rồi xong là chị chị thấy em ở đâu? Dạ thì cũng em đi hát ở tài tử, và xong rồi chị có thấy em hát và chị nói thôi Quỳnh Hoa ơi đi theo chị đi. Rồi từ đó là chị mới giới thiệu qua bên anh Tuấn Châu. Tuấn Châu. Rồi em cũng nên nói đôi nét về mẹ em. Đúng em rồi đó, cũng là một nghệ sĩ. Dạ thì gia đình em là ông ngoại em là một nhạc sĩ. Ông biết đờn từ lúc 7 tuổi và ông đờn tất cả các loại nhạc cụ về cổ nhạc. Ông tên gì vậy? Dạ, Út Ngự ở Bình Dương. Út Ngự ở Bình Dương. Dạ. Rồi nếu mà bây giờ ông còn sống cũng cả trăm tuổi rồi. Dạ. Rồi mẹ em thì cũng xưa thì trước 75 thì đi hát tiền đồn. Tiền đồn rồi cũng làm biệt đoàn văn nghệ trung ương hả cưng? Dạ, dạ về hát cho lính. Rồi sau đó là cũng đi hát về đi theo cái ngành cải lương. Nhưng mà hát về đơn ca tài tử nhiều. Mẹ em tên là Mộng Nguyệt đúng không? Dạ, mẹ em tên. Thưa quý vị, một ngày nè, sắp tới thì chúng tôi luôn chắc chắn sẽ mời Mộng Nguyệt lên. Tại vì cô Mộng Nguyệt không những chỉ hát tân cổ nhạc rất là hay, cô sáng tác cổ nhạc luôn, và đặc biệt nữa là cô hát tân nhạc rất là hay luôn, nghe coi như là professional lắm đó chị, nghe đã lắm. Một dịp nào đó sẽ mời mẹ của Quỳnh mẹ Hoa. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa Lá Liễu. Bởi vậy thì em lớn lên từ trong cái gia đình cũng có máu văn nghệ, cho nên cũng thấm trong máu em. Dạ. Quý vị nhớ là hôm nay đặc biệt đó, thưa quý vị, là mùng 2 Tết thì Trung tâm Thúy Nga họ mới phát hành cái DVD Xuân Với Đời Sống Mới số 132, đã ra hình thức DVD rồi. Blu-ray có thể ra tuần tới, nhưng bây giờ quý vị ngày hôm nay quý vị muốn xem cái DVD đó
hoặc là quý vị gọi về trung tâm Thúy Nga để mua, hoặc là đến các tiệm băng nhạc, hoặc quý vị muốn mua đó lên thuynga.online.com rồi quý vị để order cái DVD để làm kỷ niệm DVD Xuân Với Đời Sống Mới. Những được quay rất là đẹp, những bài hát rất là hay, quay hay rất là mà đẹp. Quay rất là đẹp, mà quý vị biết rằng cái quality của trung tâm Thúy Nga rồi, mà quý vị muốn xem liền mà chưa có DVD mà quý vị muốn xem nữa đó, quý vị cũng có thể vào trang Facebook của Thúy Nga, trang Facebook của Thúy Nga Paris, và quý vị có thể vào đó quý vị mua một cái link 12 đồng trả bằng credit card, là quý vị có thể coi xem cả nhà được, mà ngồi xem có thể đưa lên màn ảnh rộng, đưa lên màn ảnh nhỏ, ngồi coi riêng. Khi mà chúng ta mua cái đó rồi thì chúng ta được coi mãi mãi luôn cái DVD, cái chương trình Xuân Với Đời Sống Mới số 32. Quý vị nhớ nha, 132, quý vị nhớ là vào trang Facebook của Thúy Nga Paris và quý vị nhấn vào cái link để xem cái xem online cái chương trình Thúy Nga Paris Xuân Với Đời Sống Mới 132. Và không biết là chừng nào cái cuốn Tiếu Vương Hội nó ra hả chị ha? Chị biết chắc sau cái cuốn này. Chắc sau cuốn này là tới Tiếu Vương Hội. Mấy chị, ủa sao hồi sáng giờ anh nói thiệt nha, có ai lì xì em chưa? Dạ, ngày hôm qua em được lì xì. Không, hôm bữa nay hả? Hình như là chưa ạ. Anh cũng vậy nữa, anh ngồi đây đợi hai cái bà kia lì xì. Ủa gì vậy? Nào hết trơn á. Ủa vụ gì chị? Tự nhiên nó quẹo trái vậy. Tự nhiên mà chị em thấy gì lạ lạ. Năm nay là em là nhỏ. Em năm nay tôi lucky, tôi được Marito lì xì cho tôi. Mọi người mà. Cảm ơn Marito. Đúng rồi. Không phải mình chị đâu. Em cũng được lì xì. Em cũng được hả? Không được, không được. Em cũng được hả? Không được, em đang đứng trước cửa Thiên Nga, em làm mình là mẩy không ạ? Đứng nó khóc rồng rồng á. Phải đưa ra bao thơ lì xì. Cảm ơn Marito đã lì xì cho các phố phường. Nhân viên của Chuyện Phố Phường. Và đó là một cái sự quan tâm cũng rất là đặc biệt phải không chị? Dạ. Ở chừng nào chị quan tâm em? Hôm nay hên chút nữa đi. À vậy hả? Dạ. Em phải kính đáo chút cho em làm gì mà em trộn rộn coi như là trước bao nhiêu người ông vậy? Chủ mà không lì xì với bà chị. Đúng rồi. Em đang định nói ông vậy. Chủ lớn không lì xì với mấy bà chị, bắt chủ bà chị. Chủ Tân Tứ Quỳnh với chủ ngục. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái chương trình văn nghệ vui tươi để gửi đến quý vị trong chương trình xuân, cũng không vui tươi lắm. Mày buồn mày vui. Không buồn đi nữa, nó cũng xuân. Xuân từ thường là xuân. Xuân từ thường nó lân chứ không người ta trữ tình chứ đâu. Bây giờ thì để trước khi vào bài xuân liền của nữ ca sĩ Mỹ Linh đi, thì chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Tâm Restaurant và Tâm Bakery. Thưa quý vị, cảm ơn Tâm Restaurant ngày hôm nay đã gửi cho ban Chuyện Phố Phường và các anh em trong Việt Face TV một món ăn rất là ngon, đó hai là món cơm gà, gỏi gà và cơm chiên tỏi. Đó. Cơm chiên bơ rất tỏi. Rất là ngon, cơm chiên bơ tỏi rất cảm ơn chị Tâm. Bữa nay là ngày của chị Tâm chị nghỉ nha. Thứ tư là chị Tâm chị nghỉ. Cơm chiên rất là ngon. Chị ra chị làm cho chúng ta. Đó. Sáng sớm là chị đã gọi luôn quên. Ai cũng khen quá trời món cơm chiên. Cảm ơn chị Tâm rất nhiều. Mà thưa quý vị biết không, vừa rồi là bánh chưng của Tâm với lại bánh tét ngon lắm thưa quý vị. Ai ăn cũng khen hết và cảm ơn quý vị đã ủng hộ đến nỗi mà không còn một cái nào hết, không đủ bán luôn. Và thưa quý vị, Tâm Restaurant, Tâm Bakery hiện tại tháng 2 này mở cửa lại bình thường. Tâm Restaurant mở cửa từ thứ hai cho tới chủ nhật, nghỉ đầu ngày thứ tư, mở từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm và nghỉ trưa từ 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi chiều. Tại đây hiện có chương trình ăn trả bằng food stamp, hoặc là mua những cái đồ ở đây, những cái thực phẩm ở đây trả bằng food stamp. Tâm Bakery thì trong tương lai sẽ có, nhưng mà hiện tại quý vị muốn trả bằng food stamp chỉ đến Tâm Restaurant mà thôi, số 12332 đường Brockhurst, thành phố Garden Grove 92840, với số điện thoại 7142623437. Ngoài ra Tâm Bakery cũng bán nhiều loại như heo rừng nướng xả mè ướp sẵn, cá lù đù ướp xả, rồi nhiều món ăn ngon khác để quý vị đến nha quý vị. Đặc biệt là dâu ô Tâm, quý vị cũng biết rồi, đó là một món ăn nổi tiếng tại miền Nam California, có tên có tuổi lắm, bán trên tất cả các tiệm chợ ở Việt Nam, Tâm dâu ô. Mời quý vị đến với Tâm Bakery và Tâm Restaurant. Tâm Bakery số điện thoại 7145915983 và địa chỉ là 9738 Westminster Avenue, thành phố Garden Grove, kế bên tàu Thanh Sơn ở Đông Phương. Thanh Sơn. Dạ đúng rồi, trong khu nhà hàng Thành Đô. Bây giờ thì chúng tôi luôn xin giới thiệu qua một cơ sở thương mại nữa, đó là Mark USA. Thưa quý vị, Mark USA là một trung tâm máy cà thẻ lớn bậc nhất của người Việt Nam tại hải ngoại, với 7 địa điểm trên các tiểu bang miền khắp nước Mỹ, và địa điểm thứ 7 vừa rồi mới mở ở Bosa, với địa chỉ là 9081 Bosa Avenue ở trên lầu.
Và thưa quý vị, máy cà thẻ của Mac USA rất là tiện lợi, giúp cho chúng ta có chương trình POS với một hệ thống máy giúp cho chúng ta tiền về rất là nhanh, bảo mật chỉ từ 11 giờ đêm hôm nay tới 11 giờ trưa hôm sau là đã nhận tiền rồi. Và bảo mật, và thưa quý vị, đặc biệt là tiết kiệm tiền chi phí từ 20% cho đến 100% so với cái máy cũ chúng tôi luôn đang xài cho Tân Tú Quỳnh và rất là thích, là bởi vì nó nhanh và nó rất là được đầy đủ. Và thưa quý vị, có chương trình POS tặng 100 máy cho 100 quý khán thính giả, có tiệm nail, tiệm tóc, tiệm nhà hàng, salon, chợ, nhà hàng, v.v. muốn gắn một cái hệ thống máy với Mac USA, bởi vì họ sẽ giúp cho chúng ta, tặng cho chúng ta một bộ máy trị giá đến 400 Mỹ Kim, include thuế và free shipping luôn. Và với cái máy đó, quý vị có thể dùng để quản lý nhân viên trong tiệm, quản lý khách hàng, quản lý hàng hóa, v.v. Và chương trình POS sẽ tặng 100 cái máy cho 100 quý khách. Hãy gọi vào. Xin quý vị gọi vào Mac USA với số điện thoại 844-448-8769, 844-448-8769, 6789 chứ thưa quý vị. Và quý vị cũng đừng quên liên lạc với cái số phone này để quý vị hỏi về cái đồng tiền Now Coin với giá 2 cent một coin thôi. Nhưng chắc chắn khi nó ra thị trường vào tháng 4, nó sẽ là một trong những cái kênh đầu tư của chúng ta rất là tốt. Và hai chị nếu mà trong một tuần nữa mà không chịu ra lấy tiền khoai của họ cho thì coi như là về tay em hết. Lời hăm dọa đầu năm. Mai chị ra. Mai chị rảnh. À hả? Ra đi, em dẫn ra cho. Chị mai đi nha. Hứa. Mai là thứ mấy? Mai thứ mấy? Mai thứ năm. Cũng cảm ơn. Nó ghét chị vậy chứ nó chọc chị hay nó chửi chị hoài, nhưng mà nó sáng nay nó nói, chị có biết em đang đi kiếm dịch cho chị mà em kêu hoài bà không trả lời. Chắc số phone bà hư. Số phone bà hư rồi làm sao để em chạy lại tiệm. Rồi cảm ơn em, mình đầu năm cho mình ăn dịch, chắc mình sắp thành dịch rồi. Tại vì cả năm chị cứ thôi ăn dịch quay. Không kiêng cử gì trơn hả? Không, không ai dịch quay. Ta nói ăn dịch ngon. Rất là ngon. Ta nói đầu năm không có nên ăn dịch chị. Chị quảng cáo hả chị ha? Chị không có đầu năm cuối năm chị ha. Phải chị Hồng trả tiền quảng cáo cho mình quảng cáo hết ra luôn. Thật ra giờ mình chỉ nói dịch thôi, không biết chỗ nào, không nói dịch chỗ nào. Giờ trả tiền quảng cáo nói dịch chỗ nào liền. Trời, không thèm nói hả? Coi như ghê. Thôi nói tiếng cho người ta đi, hảo vị là BBQ. Hảo vị barbecue nha quý vị, ngon lắm. Đó, bây giờ tuần sau được tặng con dịch rồi đó. Em không biết tặng cho ở đây nhiều kỹ. Dạ xin mời chị Mỹ Linh. Hôm nay Mỹ Linh xin gửi đến cho quý vị bài hát Chúc Xuân sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời, bầy chim non lượn bay hót lời ca vàng trời, đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng chào đón chúa xuân huy hoàng. Thành đô những miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông phu mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình, người chiến sĩ xa vời thì mừng mùa xuân thắng lời nhiều để đón chúa xuân yêu kiều. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu ưu tư dần hàn xoa tan thương đau, tiếng hát quyến luyến làm ngây ngất trong tim ta. Xuân xưa đi qua cùng đón lấy gió mới, nhân ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương ra mừng xuân chúc đầu năm phát tài, hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa. Thắm thiết biết mấy mùa xuân ấm êm bên nhau, bao nhiêu ưu tư dần hàn xóa tan thương đau, tiếng hát quyến luyến làm ngây ngất trong tim ta. Mừng xuân xưa đi qua cùng đón lấy gió mới, tình nhân ước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương ra mừng xuân chúc đầu năm phát tài, phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này đẹp ý non sông an hòa, đẹp ý non sông an hòa, đẹp ý non sông an hòa. Trời ơi, bữa nay nữ ca sĩ giọng nam trầm hát rất là tươi ghê.
rất là nữ tính. Cảm ơn Trung Tử Lưu. Bữa nay là nữ ca sĩ Mỹ Linh. Nữ ca sĩ Mỹ Linh chứ không phải gọi là nam ca sĩ Mỹ Linh nữa. Em bây giờ em vô một câu giọng cổ trước khi em hát một bài. Ok, dạ. Cái microphone của em hình như à đúng rồi cái đó dạ. Đó. Uh-huh. Giờ anh Lưu kêu em hát một câu giọng cổ. Uh-huh. Vậy giờ cho em gửi tới bài tới quý vị khán giả bài một câu giọng cổ bài Hương Xuân. Hương trầm thoang thoảng lâng lâng cho một cõi bình yên giữa lòng người mến mong sâu rộng. Nguồn xúc cảm trào dâng rất quen mà rất lạ, làm sao xuyên bâng khuâng chờ đợi phút giao thừa. Vậy thôi đó là đủ rồi đó. Ủa vậy hả? Người ta tính vỗ tay để cho hát tiếp mà. Một câu thôi. Ồ, nhưng mà cũng đã xuống giọng cổ đó. Xuống câu giọng cổ đó. Rồi bây giờ em hát bài gì tặng cho tất cả quý khán thính giả nè? Dạ, thì bây giờ hôm nay cũng còn là mùng 2 Tết. Em xin gửi đến bài Chúc Tết. Chúc xuân xong bây giờ cho chúc Tết. Dạ. Sang ta chung nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng dùng nhau mau bay về thăm trên mọi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong cách này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chung nhau, năm mới đến mong bao người hạnh phúc mới sinh bay về, xóa tan bao buồn lo. Ta nhấp can trên rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chung nhau, cho ước muốn bay cao vời, cùng nỗi vui luôn bên người, xóa u từ dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Quỳnh Hoa xin kính chúc quý vị một năm mới vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, tiền vào mạnh mẽ để sống một cuộc đời vui vẻ. Mùa xuân sang ta chung nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng dù nhau mau bay về thăm trên mọi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong cách này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chung nhau, năm mới đến mong bao người hạnh phúc mới sinh bay về, xóa tan bao buồn lo. Ta nhấp can chén rượu ấm nồng, chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chung nhau, cho ước muốn bay cao vời, cùng nỗi vui luôn bên người, xóa u từ dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Ta chúc mừng gái đưa xuân về, ước mong Tết này mỗi nhà phát tài. Tươi trẻ ghê. Tự nhiên cổ hát lên thấy tôi già đi vậy đó. Chị còn lão hơn nữa. Chị Lan, chị có một bài test rồi đó, sao chị không hát đi chị Lan? Mình hát chung chứ sao mà em đâu thuộc đâu. Thì chúc mình là thôi để mình hẹn thứ sáu đi. Thứ sáu phải không? Thứ sáu để mà đã lên hát. Thứ sáu quý vị sẽ nghe cái bài test rồi test hết rồi test test đến cho ngu cả người. Test hết đi bạn ơi, trời ơi đàng hoàng, phải test đàng hoàng. Thưa quý vị, bây giờ thì
chia sẻ câu chuyện cười xuân thì là em mới giới thiệu. Chuyện cười xuân hả? Thì có hai bụm nhậu á, đêm mùng một Tết là đêm qua quý vị nhậu xỉn cho tới về sum sum chung xóm mà. Cái người này á, kênh người kia, cái kênh người ngõ, hai đứa một thằng quánh một thằng kia. Nói trời ơi, thấy không, tao hay quá, tao quánh một thằng mà ba bốn thằng rớt luôn không? Cái thằng kia đứng dậy lồng cồm nói mẹ lánh lánh mà ba bốn đứa tụi bay quánh một mình tao đâu có hay đâu, không có. Trời ơi, nhìn thấy ba bốn đứa. Ờ, đúng rồi, đúng thấy, rồi. Thấy một người thành ba bốn người đó. Tao quánh một cái hả, trời ơi, tao quánh một cái ba bốn thằng rớt hay ghê chứ. Cái thằng bị quánh đó, ba bốn thằng tụi bay quánh đánh một mình tao không có hay. Thưa quý vị, trước khi nghe chị Trang Thanh Lan sẽ hát một bài nhạc xuân rất là hay, thì bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình tiếp tục ngày hôm nay. Thưa quý vị, thứ nhất là tin vui cho người Việt tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có thân nhân muốn đưa sang Hoa Kỳ theo diện lao động định cư của chính phủ Hoa Kỳ cho phép từ nhiều năm qua, đó là chương trình EB3 và đến với cộng đồng Việt Nam trẻ hơn, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để đưa thân nhân từ 18 đến 45 tuổi đủ tuổi lao động và có đủ điều kiện thì sẽ sang Hoa Kỳ với vợ chồng con cái và được thẻ xanh 10 năm trong các job được mở ở bên vùng miền Đông Hoa Kỳ, sẽ làm công việc là clean up nhà xưởng, công ty, văn phòng, khách sạn, vân vân. Có thể làm tại ban đêm như quý vị và công việc khá cực nhọc, nhưng bù lại bởi vì Hoa Kỳ rất là thiếu những nhân công làm những công việc thấp nên chúng ta lại được cho phép được sang Hoa Kỳ vợ chồng con cái và thẻ xanh 10 năm. Quý vị gọi cho chúng tôi 714-5832-854, 714-5832-854, xin gọi FaceTime và Viber nhắn tin nếu từ Việt Nam. Và chúng tôi cũng có chương trình gia hạn visa cho những du học sinh cũng như những người đang ở Mỹ mà hết visa vì kẹt lại vì Covid. Chúng tôi cũng sẽ giúp gia hạn visa để được ở lại Hoa Kỳ thêm một thời gian. Cùng như vậy thì chúng tôi có chuyển diện cho du sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ với I-20 vẫn còn đang có giá trị. Thì chúng tôi sẽ chuyển đổi sang EB3 để lao động định cư rất là dễ dàng. Mong quý vị gọi vào cho chúng tôi 714-583-2854. Bây giờ thì chúng tôi trở qua Tân Tú Quỳnh trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Tân Tú Quỳnh, đặc biệt là quý vị nhớ là lạp xưởng Lào ngon thần sầu về rất là nhiều nha. Em ăn, em nhớ cái lạp xưởng Lào không, năm ngoái không? Đó, ngon đó. Và thưa quý vị, lạp xưởng Lào đã trở về tràn ngập ở trong tiệm rồi, để cho quý vị có thể đến nhâm nhi trong 3 ngày Tết cũng như sau Tết dài dài luôn với lạp xưởng rất là ngon của Lào, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những loại hắc nhân sâm tuyệt vời của chúng tôi. Thứ nhất là hắc nhân sâm cao cốt, hắc nhân sâm. Loại này chị Trang Thanh Lan và chị Mỹ Linh đã uống. Em uống loại nào vậy? Em thử loại này nè anh. À vậy hả, loại bột này hả? Chị đang uống loại đó. Rất là bây tốt. Giờ chị cũng uống loại bột. Thưa quý vị, loại này thì chỉ cần lấy cái đầu đũa quấy chút xíu rồi quậy vô nước là uống rất là khỏe. Em nhớ cái loại cao cốt sâm này chị. Cao cốt sâm, dạ. Và thưa quý vị, cái này thì loại này thì sâm bột và sâm nước. Hai cái loại này gần hết rồi nha quý vị. Quý vị phải nhanh tay lên bởi vì đợt hàng sắp tới không biết bao lâu. Chúng tôi luôn nghĩ rằng sâm cái này bột, chị uống thấy thơm mà nó ít có đắng hơn cái kia. Ít đắng hơn đúng không? Dễ uống. Còn sâm này thì nó đắng thì chúng ta bỏ mật ong. Em quý vị cứ gọi vào chúng tôi, sâm này 300 đồng một hộp chưa tính thuế. Này là 175 đồng chưa tính thuế. Và thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng còn hát nhân sâm đặc biệt nữa mà Tân Tú Quỳnh là thế giới hát nhạc sâm. Quý vị nhớ số điện thoại 714-612-7309, 612-7309. Và hát nhân sâm này, thưa quý vị, đây là một loại hát nhân sâm đặc biệt. Một hộp như vậy là 960g trong 4 hộp bên trong, có nghĩa là gần 1kg luôn. Và trong đây nó có hát nhân sâm trộn với đông trùng hạ thảo và linh chi từ Tây Tạng. Hai cái món từ Tây Tạng này add vô với hát nhân sâm của Hàn Quốc ở vùng Kum Sen, Kum Son, mà gọi là Go Kum Son, thưa quý vị. Tất cả ba cái tác dụng của nó nhập lại với nhau thì cho chúng ta rất là nhiều cái tác dụng tốt. Mà quý vị cũng biết rằng hắc nhân sâm thì cao mỡ, cao máu và bị tiểu đường, đau tim gì vẫn uống được bình thường nha quý vị. Và cái loại này là loại mới của chúng tôi, 4 chai, trong đây là gần 1kg. Và ngoài ra thì quý vị cũng biết rằng thế giới hắc nhân sâm, sẵn giới thiệu luôn. Cái loại mà Royo này kỳ trước nhiều quý vị đã hỏi lắm nhưng mà hết hàng, bây giờ mới có lại nha quý vị. Giá cao hơn chút xíu, mong quý vị gọi và cũng có tặng quà cho quý vị những chai dầu thơm Dubai rất là đẹp. Nhiều loại dầu thơm Dubai đang có tại Tân Tú Quỳnh cũng như là dầu thơm số 5 này quý vị đã chiếu cố rất là nhiều. Nhiều đến độ mà ngạc nhiên luôn đó, chắc phải kiếm một hiệu nữa được, chị Trang Thanh Lan ép chị xài quá. Nhưng mà cái này quý vị thích lắm quý vị. Cái mùi dễ thương lắm quý vị ơi. À, cái mùi rất là dễ thương. Yeah, em nó giống như là Chanel đâu, hoa vậy đó. Em muốn em cứ đưa cho chị xài đi. Em nó đưa rồi, chị không lấy thôi chứ. Tôi có, kêu đưa. Để chút lấy hộp này. Chị lấy hộp mẫu này đi, em lấy hộp khác vô.
nhớ nha. Nè, đưa chị giữ luôn nè. Đó, rồi, giữ luôn đi. Thank you. Ngày mai sẽ mình là người đàn bà ngọt ngào. Thưa quý vị, ông ngoài bà ra mùi dễ thương lắm. Thuốc sức mụn cũng rất là tốt nha quý vị. Thuốc sức mụn đặc biệt là thuốc dời leo đó, thuốc dời leo hay là những cái ghẻ một ghẻ này đó tuyệt vời luôn, nhưng mà quý vị biết không, hết hàng rồi. Quý vị về đặt trước bởi vì chúng tôi đang order. Em chỉ nói bữa thứ hai thôi đó mà sạch bách liền ngay tức khắc luôn. Là ghẻ chốc. Em không ngờ là ở Mỹ có nhiều người. Đang định nói, em đang định nói chứ Chung Tử Lưu xong mà quảng cáo dữ làm như người nào không có ghẻ hết trơn hay sao. Mà sao tự nhiên ai cũng gọi. Không có thể người ta mua người ta đi dành để nhiều kia. Lưu biết không? Bị dời leo nữa. Gửi về Việt Nam. Một là dời leo thì lâu lâu mới một lần, nhưng mà em nghĩ mà mấy cái xước đứt tai rồi này kia là nó thường xuyên. Là bị viêm á, bị viêm nhiễm là xước cái này tốt lắm. Cái này á dời leo là tuyệt vời luôn á, mà anh bị nè, anh bị mà anh sức vô 2 ngày là hết á. Rồi thưa quý vị cũng còn biết rằng collagen trái lựu nó sẽ giúp cho quý vị tốt da và không tăng cân, bởi vì nhờ cái collagen của hoa dâm buộc trong đây nha quý vị, cũng như là dầu gội đầu Hardwood Charcoal. Và cuối cùng là thưa quý vị, đó là phân Vision AGN giúp cho quý vị cây lá hoa trái rất nhiều. Chúng tôi luôn có rất là nhiều hình ảnh của những người mà trồng cây đã được trái sum, coi như trái sum xuê luôn á. Có một cô mới gửi, chị biết không, gửi hình mấy cây đu đủ của cô ở nhà ở Anaheim nè. Vậy hả? Trái, ta nói nó trái nó kinh luôn. Wow. Mà em chưa đưa hình. Đã ha. Chỉ có tại đó thôi. Và đây là cây dầu, những cây dầu Dubai. Dubai rất là đẹp, mẫu mã rất là đẹp. Có thể không mà, chân mà trên cái bàn makeup của mình. Lưu biết không, chị công nhận là cái phần đó nó hiệu quả lắm. Tự vì hồi lúc trước đó quý vị, thì Mỹ Linh á xài cái một cái loại phân khác thì cái lâu cái không có thấy cái không bông cúc hoặc là mấy cái bông kia cũng vậy nữa, nhiều cái loại lắm, nhà của chị trồng nhiều lắm. Chị nhưng mà gì vậy? Phân gì? Trời, bông nở hoài không tưởng bông tôi dính phân gì chứ hết hồn hết vía luôn vậy đó hả. Bông này tốt quá, tốt quá. Thôi bây giờ mình hết giờ quảng cáo rồi, bây giờ mình tới giờ chị Lan hát đi để hết giờ. Rồi Trang Thanh Lan sẽ hát tặng quý vị đầu xuân. Bài hát của nhạc sĩ Tấn An và Hoài Linh, Đầu Xuân Lính Chúc. Wow. Bài dễ thương lắm quý vị. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài biên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành chúc em. Đầu xuân xin chúc quê hương yên bình, thành đô đến nơi đồng xanh ý lành, nước non vườn mầm xanh mới đón xuân thắm trong niềm vui. Xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cười. Xuân sang muôn người thấy vui, người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng. Vì như thế năm ngoái sai hứa với em, Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở, em vui chưa? Đầu xuân xin chúc quê hương yên bình, thành đô đến nơi đồng xanh ý lành, nước non vườn mầm xanh mới đón xuân thắm trong niềm vui. Xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cười. Xuân sang muôn người thấy vui, người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó. Chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở, em vui chưa?
ngang với Hoài Linh. Nhạc sĩ Hoài Linh, thưa quý vị, nhạc sĩ Hoài Linh trước năm 1975 đó, ông sáng tác 1 tỷ bài hay luôn. Dạ. Mà sao hồi nhỏ em không biết, sau này sao này, biết. Sau này mới lục ra phải không? Mới hát. Là chị nằm lòng á, từ lúc chị từ nhỏ chị đi hát tiền đồn nhiều mà chị hát cho lính nhiều lắm. Nha. Trời ơi, hát con mắt lung linh, có câu mắt lung linh. lung linh nha. Em có thấy điều đó không? Em thấy luôn. Không, hát không bao giờ nhắm mắt hết. Dạ. Nhắm mắt không thấy đường. Không thấy đường. Nhưng mà em nói chị nghe, cái đó là cái chị rất là hay đó. Chứ còn nhiều khi đó mà mình mở hoài mà mình không chớp mắt đó, một hơi mắt mình nó ra nước mắt chị. Mình phải chớp rồi cái nọ, chị hay thiệt á nha. Chị cũng có chớp chứ nhưng mà ít lắm. Chớp. Không có nhắm thôi, đó là chớp trong trường hợp cần thiết. Hay ghê á. Em cũng muốn nói điều gì? Chị hồi nãy em thấy chị kể cái câu chuyện mà vui quá trời luôn, bây giờ chị chia sẻ đến khán giả đi, cái câu chuyện hài gì đó. Chuyện gì quên rồi? Chuyện của anh Mai Chí Dũng á. Em nhớ em kể đi, em nhớ chị em kể đi. Em kể. Thôi Dũng kể đi Dũng. Đưa micro cho Dũng kể. Khiếu kể chuyện. Chị chị quên rồi. Chị đào tức là họ đi đám cưới mà một cái thiệp mời á, nhìn Đào và họ Đào và họ Mã, hai họ Đào Mã, người ta nói thôi ghê quá rồi, tự nhiên đám cưới mà hai họ Đào Mã không có cho cái sao cái là, nhưng mà tên cô dâu chú rể ấy, nó Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Thị Trang, trời Đào Mã còn Nghĩa Trang. Còn từ nữa. Bây giờ nè, cái chuyện này á là xảy ra ở gia đình em nè. Chuyện thiệt luôn nè, là ba em á là họ Trần. Má em là họ Từ. Đâu có để ý đâu, tới hồi mà làm cái thiệp á, Từ Trần. Má mà ghi vậy ta. Này là có thiệt hết mà Từ Trần. Mà thiệt thì tới nửa đường là gãy gánh. Vậy hả? Dạ bị gãy gánh đó chị. Gãy gánh là sao? Tại vì ai từ Trần hay là chia tay? Chia tay. Thế là Trần từ được rồi. Không để vậy. Giống như em có bạn của em, hai mấy chị đều biết hết á. Mình mới xin lỗi trước. Ở bên Úc ca sĩ của bạn rất là thân luôn. Ca sĩ Vân Đức á, chị nhớ không? Em của chị Thúy Loan, em của anh Vân Sơn này kia rồi mà. Vân Đức, còn vợ tên là Kim Cúc. Đức Cúc. Đức Cúc là gì? Tập gì lái đi ha. Còn chưa đâu, ở đây ở Orange County này em cũng quen á, trong nhà thờ em có hai cặp vợ chồng. Để lâu lâu mình nghe thơ. Vào vô kể, vào vô xong luôn. Xoan lúc bác học xoan, tiệm lớn nổi tiếng nhất Bô Xà luôn. Người chồng tên là Sa. Vợ tên là Cơ. Trời. Hai vợ chồng giàu kinh khiếp. Thấy không, đâu có sao. Ừ, đâu có sao. Em đang định nói, ủa đâu có gì đâu à hả? Khi nào mà thất thế mới là sao. Tên rất là đặc biệt thưa quý vị. Thôi bây giờ thì để Lô án này Lô nói nhiều quá. Nhưng mà nãy giờ thì biết tại sao ông khuấy động không khí cho nó vui không? Tụi em hát nhạc buồn. Buồn đâu xuống mà bài này hát lần lắm đó. Ừ, đâu có gì đâu buồn. Thưa quý vị, thực sự là bài này chúng tôi Lô đã hát 25 năm trước đây rồi. Nhưng mà 25 năm hát trước đây thì mẹ chúng tôi luôn ngồi nghe rất là thích thú khi mà nghe bài này, và những cái bà bạn á, cũng thích thú lắm. Nhưng những người xung quanh của bà đã đi hết rồi mà bà vẫn còn ngồi được nghe chúng tôi luôn hát bài này trong những buổi lễ, thường thường những buổi năm mới. Và bây giờ chúng tôi luôn xin tặng bài hát này, một bài hát chúng tôi luôn rất là thích của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, để gửi đến tất cả các bác, các mẹ, các cụ lớn tuổi đang ngồi xem chương trình, và chúng ta những ai đang còn mẹ để nghe bài hát này, đó là bài hát Mừng Tuổi Mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rung ngơ. Gió lại mẹ rung con thời mồ côi. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay,
như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lái mẹ rùng con phải mồ côi. Gió lại mẹ rùng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ. Hay quá Trung Tử Lưu ơi, cũng ngắt nhạc rồi. Nhưng mà Trung Tử Lưu hôm nay mới phát hiện ra Trung Tử Lưu hả, ngâm thơ rất là hay luôn, rất là mùi nghe mà, mới khám phá mà nó hả? Khác, ừ mà nó khác mấy người nghe khác ngâm có mùi giá mùi lắm thiệt. Nghe có mùi không? Có mùi mùi nhiều món. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu giờ chiếu của chuyện phố phường từ 4 giờ đến 5 giờ trên kênh 2033 của DirecTV. Quý vị sẽ được xem chuyện phố phường là 4 giờ California nha quý vị. Từ 5 giờ đến 6 giờ California, tại miền Nam California chúng ta sẽ được xem chuyện phố phường từ vùng Ventura xuống tới Oceanside San Diego trên kênh 57.2 Vietface TV. Quý vị miss 2 giờ này hoặc quý vị không có thời gian rảnh rỗi muốn xem lại tất cả 109 chương trình của chúng tôi, xin vào Vietface TV Official YouTube. Trang YouTube sẽ up lên vào lúc 6 giờ chiều tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu các chương trình mới và quý vị có thể xem. Mong quý vị sẽ nhấn subscribe, nhấn chia sẻ, giới thiệu nhiều người cùng xem, bởi vì ngoài chuyện phố phường chúng tôi còn có rất là nhiều show khác rất là hay ở trong đây. Từ chính trị, thời sự, quan điểm, y tế vân vân và các show văn nghệ khác thưa quý vị. Quý vị nhớ là gửi những lời yêu thương cho chúng tôi tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn Quỳnh Hoa đã đến đây để chung vui với các anh chị trong mùa xuân này. Và cảm ơn Mai Trí Dũng đã đờn rất là hay trong ngày hôm nay. Em có lời chào gì không? Dạ, em cảm ơn anh Trung Tử Lưu đã cho em đăng chương trình Chuyện Phố Phường ngày hôm nay. Và cũng hôm nay là ngày mùng 2 và Quỳnh Hoa cũng xin kính chúc cho quý vị một năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường. Và thưa quý vị, thứ sáu này chúng tôi vẫn là chương trình văn nghệ mừng xuân với một guest khác đặc biệt đến từ Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ sáu tuần này. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.